kiếm cái bắp chuối ra. Cái bắp chuối vô cái để vô để chút mình nấu canh chua. Với mẹ nấu canh chua bắp chuối với cá hú. Rồi. Cái bắp chuối này nó hơi nhỏ, mình lột ra cái nó còn nhỏ lắm. Thì má kiếm thêm cây chuối con nữa để vô để nấu nồi canh để cho đủ. Cây này nó cao mà nó ốm ốm, cây này được à. Vô. Rồi giờ chuẩn bị nè, má nấu món canh chua, nấu với chuối cây với cái bắp chuối, nấu với con cá hú. Chuối nè, cái nước mình làm sẵn rồi, cho nó vô miếng muối nè, đặng chanh vô. Chút cho mình sắc nó, cho nó không có có đen, nó trắng cái bắp chuối. Mình hột ra bớt cái này, mình lấy cái này nó ăn trắng ở trong, mình nấu mình ăn nó ít chát hơn. Chứ mình nấu cái lá già nhiều quá, nó ăn nó chát lắm. Nó bào cái bắp chuối nha. Bào bắp chuối trước xong rồi, xong rồi sắc cây chuối ra. Mình bào mỏng vậy là mình ăn nó ngon hơn, chứ để sắc mà nó to quá, cái nó ăn nó chát lắm. Cái này nó lên này, nó lên vậy mình thấy nó nhỏ vậy, chứ nếu nó lên này chắc cũng khoảng 2 tháng rồi đó. Nó đồng lên, nó lú lên rồi, nó có chút xíu thôi chứ nó đâu có bự được gì đâu. Rồi nó bỏ muối vô trước, con cá này, cá này phải bỏ muối vô trước. Cà muối rễ vô, con cá như chanh vô, con cá vậy là con cá hết chết rồi. Con cá hú này lúc nào nó cũng mần nó vậy, cái mình nó lúc nào cái bụng nó vậy chứ là mỡ không nè. Cái mỡ nó vậy chứ người ta ăn nó, mình ăn cũng tốt cho sức khỏe luôn nè. Mỡ cá này, mỡ heo, mỡ đồ mà ăn mập đâu, chứ còn nó là khỏi sợ mập ha. Cá này mình nấu chua với chuối cây rồi với bắp chuối là mình nấu với con mẻ. Con mẻ này thường là ở nhà má nuôi luôn. Ở nhà má nuôi con mẻ đó. Nuôi con mẻ đó có cái con sẵn mình nuôi đó, cái mình múc mình ăn không, cái nó còn ít á, mình cho nó ăn cỡ khoảng 3-4 ngày. 3-4 ngày là nó ăn nhừ lên. Nhừ lên là cái là mình múc ra mình nấu ăn được nữa. Nấu canh chua ha, mình làm cái nước chấm mẻ gì đó. Mình cũng làm nước cơm mẻ được nữa. Rồi giờ má khứa cá nè, má làm sẵn hết, giờ má khứa ra nè, khứa ra để má nấu canh chua nè. Đó, giờ nè má khứa ra trước nha. Đó, cá này thôi mình khứa 3 khúc thôi. Đây đây đi, rồi bắt đầu má đi rồi. Rồi, rồi má lại bếp thôi. Rồi, rửa cháy rồi. Bỏ cái nồi lên, bắt cái nồi lên. Rồi, nó bỏ cái chảo vào xô rồi, cái nồi xô, nó bỏ mà cái mỡ cá vô, nó thắng cái mỡ cá là trước. Tỏi băm với hành tím. Rồi. Cái nước vô nha. Cái nước vô nữa mà đánh mẹ nó luôn. Rồi, con cá nấu con lít lưỡi nước được rồi. Rồi, mẹ nè, mẹ nhà má nuôi nhừ nè, có nó ăn nhừ nè, nhừ thì còn nhừ luôn nè. Đó.
Đấy, đúng nó con chua là cũng đúng ngon luôn á. Rồi bắt đầu nào phải cho vô đây, vô cái vợt nè, gánh mặn mới lượt ra nè. Mẹ là mình có cái con mẹ. Con mẹ xong cái nó là nó vậy là nó ăn dừa nè, ăn là vậy là mình cho nó ăn là 4 ngày á. 4 ngày vậy là nó nhừ rồi nè. Người ta ăn được, người ta thích ăn là ta họ khỏi có vợt gì đi, ta đánh luôn cái cơm mẻ vô nồi luôn. Ta khỏi có bỏ cái này, ta đỏ vô luôn. Mình nấu thôi, giờ mình lượt vậy, lượt cái này ra cho rồi xong nó bỏ vô cho nó miếng ớt kìa. Miếng ớt vô. Tỏi tâm miếng nè. Vô cái hành tím nữa. Rồi xong rồi mới lại bỏ đầu nêm vô nữa. Đây, nó cho nó nửa muỗng ha bột ngọt nè. Nó cho 2 muỗng hạt nêm nè, 1 muỗng nè. 2 muỗng hạt nêm. 1 muỗng muối lưng. Rồi xong nó cho nó vô đây. 2 muỗng đường cát. Rồi chờ nó sôi lên nó bỏ cá vô. Rồi nè, đó, nó bỏ cá vô nè, nó trong nước sẽ nấu nước mẻ sôi nè. Cá này má không có chiên, nó chờ nước sôi nè, má bỏ vô luôn. À. Để chút chờ sôi cá chín đi, cái mình vớt cá ra. Vớt cá ra, cái mình bỏ chuối vô. Rồi, giờ má bẻ mấy cọng ngò gai nè. Mình nấu canh chua, mình thấy cần cái ngò gai, mình nêm vô nó mới thơm. Má trồng á mua gòi gai này nè, bẻ rồi nè, mấy cọng gòi gai rồi vô để nêm canh nè, nêm cho nó thơm, canh chua nêm gòi gai thơm lắm. Rồi má nấu cá nãy giờ nè, nó chín rồi nè, rồi má vớt cá ra dĩa đi, cá ra dĩa mình bỏ bắp chuối đồ vô cái cho nó mình trộn không có nát cá, mình vớt cá ra cái chút nữa mình bỏ bắp chuối đồ vô xong cái mình để cá nó trên mặt, mình chút mình múc nó không có bị nát cá. Đây, mình bỏ bắp chuối vô mà mình bỏ cá dưới cái không thấy, nghĩa là giờ quậy lên cái là nát cá hết à. Giờ bắt đầu bỏ bắp chuối vô trước nè. Bắp chuối nè. Bắp chuối ra xong rồi bắt đầu chấm cây. Nó cho bắp chuối này với nước sôi mình bỏ vô vậy là thấy là nó chín lại liền nữa là đó. Ngon rồi nè, đó bắt đầu bỏ cá vô luôn nè. Ớt với miếng rau thơm nữa, bắt đầu ra sắc ra nêm cái đây ngọt mới nêm vô đây đó. Còn phần nó chừa lại chút nữa mới nêm ra cái tô. Rồi xong. Rồi giờ nè cá đâu nè má bỏ vô bắp chuối đồ chín hết rồi nè. Giờ má múc ra nè. Cô Năm ơi. Ơi. Ủa? Con? Nhà xuống hả? Dạ, tụi ba má con đi đám giỗ nên là con ghé nhà cô Năm chơi xíu. Trời ơi, vô, vô đại rồi đi chưa kêu nữa chứ. Thôi, đi vô. Vô được rồi. Rồi, thôi đi nha. Đi ra ăn cơm với cô Năm luôn nè. Dạ rồi. Trưa này ra ăn với cô Năm bữa cơm luôn. Không phải ăn cơm là ăn canh chua với bún. Bữa nay cô Năm
thấy có cái bắp chuối ngon quá. Mấy cô Năm mua con cá vậy, cô Năm nấu canh chua với bắp chuối với cái chuối nhỏ, cái chuối non. Rồi. Rồi gấp miếng bún. Không, thử coi coi có vừa miệng con không? Béo. Con cá này lúc nào nó cũng mập lắm con ơi, con cá hú á. Nó mở bọc mà cô nấu cái nãy cô khèo á, nó ra mở giờ nó rút vô chuối nè, mình ăn coi ngon lắm. Cái mở này nãy cô Năm khèo hết luôn á. Con ở đi học á, cái cô ở nhà trọ hả, ở túc xá. Vậy con ở nhà trọ. Nhà trọ hả, con không có nấu ăn được á. À, đúng rồi, đi học giờ đứa nào cũng vậy hết trơn, học tối, học ngày, học thêm, học bớt rồi đủ hết luôn ha. Đâu có nấu ăn gì được đâu. Lâu về nhà được có mẹ nấu thì mẹ không có về nhà, thôi về cô nấu ra cũng được rồi. Con phải cuối tuần mới đi về, con mới được ăn cơm nhà bù lại. Ăn cũng dễ ha, dễ ha. Dễ lắm. Thì dễ ăn nè, thêm nhiều vô ra. Còn phải con nếu mà ăn có lạc con chấm thêm miếng nước mắm nữa vô. Dạ rồi. Canh chua mình thêm. Đấy con gì là vừa không? Vậy hả? Dạ. Ừ, chứ nếu mà canh chua thì mình thấm thêm miếng nước mắm nó vừa ăn chứ để mà nêm nó vừa cái sợ ăn chút nó mặn. Mình nấu chua này nấu với mẻ ăn chứ dễ ăn lắm. Mẻ là cái gì cô Năm hả? Cái nó là cái con nhỏ xíu à, nó sẵn á. Cái mình cái cô Năm múc ra, thí dụ cô Năm múc ra nửa chén này, cô Năm có nấu canh chua đi, mà cô Năm phải cho nó nửa chén cơm như vậy vô, cô Năm bỏ vô được ba ngày là nó ăn nhừ hết. Cái bắt đầu cô Năm múc ra nấu ăn à, con mẻ là nó vậy á. Nó cũng dễ lắm. Cái vị của nó sẽ, cái vị của nó sẽ chua, nó chua mà không, nó không có chua quá đâu, nó không chua quá như chanh như đồ đâu. Nó sẽ chua mẻ dễ nấu á. Rồi mọi người ơi, hôm nay á mình nấu canh chua nè, chuối cây với bông vô với bắp chuối, mình nấu với cá hú á, món ăn này mình nấu với mẻ dễ nấu lắm. Rồi xin bye bye.